Đây cái bản sừng trâu bản anh em nhé, bản thì bản sừng dưới lê này nhé, ngót ba cạnh lên nhé, bản nó buốt nhé, buốt trâu nhé. Anh em chơi là những anh nhìn anh em nhé, buốt lên, buốt hai cạnh hai má và một cạnh đằng sau nhé, cùng ba cạnh nhé. Cái bản là phải buốt, buốt hình dưới lê trở lại thì bản nó buốt lên nhé. Mỗi con trâu là một võ thì trả lại một kiểu này nhé. Nên là mình muốn biết thì tham khảo cái gì nhé. Còn hôm nào ăn có con trâu là anh đồng mắt thì đồng mắt đồng cám thì mình lại chỉ anh em cách làm sừng nhé. Đây là trâu đánh vả này, trâu đánh vả này anh em sẽ làm tam giác ba cạnh tam giác nhanh 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 ba cạnh nhanh.